Cục thuế thành phố Hà Nội vừa thông tin về các chính sách thuế về gia hạn, miễn giảm trong trường hợp gặp thiên tai theo quy định của pháp luật thuế nhằm góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một số đáng chú ý như người nộp thuế bị phạt tiền sau vi phạm hành chính về quản lý thuế, bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm bồi thường. Khấu trừ toàn bộ thuế có giá trị tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của khách hàng chịu của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất sau thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thuế được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.